Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy quét Honeywell MS3780. Đây là mình đã kết nối USB và máy tính laptop. Sau đây mình sẽ quét cho các bạn xem. Máy quét này có thể quét mã vạch 1D. Máy này cũng có thể quét tự động quét được, đưa vào là quét thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem.